Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em Hải lại gặp lại các bác trong một clip của Hiếu Minh Auto tại cơ sở Bắc của Hiếu Minh, có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi có mặt ở đây để mà chính tay em sẽ là người là lên đơn setup một combo karaoke cực kỳ chất lượng để chuẩn bị gửi ship đi cho cô chú, đó chính là cô Nguyên ở thôn 4 Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Đó, với số điện thoại của cô là 0915044823. Thì ngày hôm qua chính là ngày mùng 1 đầu tháng thì cô chú đã từ Quảng Bình đến tại cửa hàng chi nhánh miền Bắc của Hiếu Minh Auto để trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm âm thanh chất lượng tại Hiếu Minh Auto và đã lựa chọn được một bộ dàn cấu hình combo karaoke có trị giá là 60 triệu đồng gồm những sản phẩm rất là hay và chất lượng. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác và anh em nhé. Thì combo karaoke 60 triệu của cô Nguyên gồm là một cặp loa JBL model là MRX515 Bass 40. Thì chia sẻ với các bác và anh em, không gian của cô ngày hôm qua cô chia sẻ đó là không gian gia đình phòng khách có diện tích là 55m², khoảng hơn 50m², nếu cho 55m. Thì em đã tư vấn cho cô là chính là cặp loa JBL MRX515, thiết kế là một chắp kèn neo và một bát neo, tiếng cho ra rất là sạch và sáng, tiếng hát karaoke rất tuyệt vời. Và ngày hôm qua thì cô chú đã ở đây và trải nghiệm trực tiếp âm thanh tại Hiếu Minh Auto và rất là ưng ý với cặp loa JBL MRX515 này, cùng với đó là một bộ dàn karaoke của thương hiệu DBLTIC gồm những sản phẩm một chiếc đẩy 4 kênh model là DB4.8 Plus chạy mạch GH và cho công suất là 800W trên một kênh, và một chiếc vang số DBS800 Plus. Một chiếc vang số này thì xử lý âm thanh rất là tuyệt vời, rất chi tiết và tận cùng của những dòng vang số. Đây là một phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu và dòng CISO Chipad, đó chính là thương hiệu DBLTIC S800 Plus. Và với chiếc vang số này thì đầy đủ các tính năng như là cổng quang, AUX và một bộ micro không dây DBM800D, hai tai mic tiếng cho ta rất là sáng và có hai lọc nguồn điện, hai cái bóng đèn lọc sạch tín hiệu và một chiếc quản lý nguồn điện. Thì bộ dàn combo karaoke này thì cô chú đã đến cửa hàng Hiếu Minh Auto với một tấm lòng rất là tin tưởng và cũng như là rất yêu quý Hiếu Minh Auto, và em cũng như là Hiếu Minh Auto thì cũng đáp lại tân tình đó và đã lên một cấu hình rất là chi tiết và rất là chất lượng trong cái tầm kinh tế mà cô chú bỏ ra. Thì cũng như là một món quà của Hiếu Minh Auto gửi tặng cô chú, đó là một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ tất cả các thiết bị bộ dàn và cũng như là để cô chú có thể sử dụng tắt bật nó tiện lợi hơn bằng chỉ một nút nguồn thôi. Và khi em setup ngày hôm nay, em sẽ setup 4 mode karaoke và nghe nhạc khác nhau, và cùng với đó là giới hạn âm lượng. Thì về nhà cô chú chỉ việc là nhấn một nút nguồn này, sau đó bật tắt bật tất cả bộ dàn lên và cô chú cầm mic hát, chọn bài hát rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là một món quà của Hiếu Minh Auto, một chiếc quản lý nguồn DB-V9 đồng bộ với thương hiệu DBLTIC trị giá là 1.900.000, và đây là phiên bản mới nhất của năm 2022. Và để tăng thêm tiếng bass cho không gian là 50m² của nhà cô chú và cũng như là tăng thêm độ sang trọng và phù hợp với không gian để trưng bày của không gian nhà cô chú, thì ngày hôm qua cũng như là với sự tư vấn của em và cô chú đã lựa chọn đó chính là một chiếc súp hơi Bass 40 của thương hiệu Vital, thiết kế là bass neo cho tiếng bass rất là sâu và uy lực, và thiết kế cái bass là bass đánh ngang, là đánh ngang này, tiếng rất sâu và độ bass lượng uy lực cộng với chiếc đẩy mạch GH này thì cho ra công suất hay là cho ra tiếng bass rất là lực và gọn với chiếc vang số S800 Plus này, một bộ dàn quá là hoàn hảo, đúng không ạ? Thì bộ dàn của cô chú là bộ dàn mà cực kỳ hay và chất lượng trong tầm giá cũng như là chất âm thì chắc chắn là vượt tầm giá với cặp loa JBL MRX515 này. Và bây giờ thì em không để các bác phải đợi lâu nữa, xin mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ dàn trị giá 60 triệu của cô Nguyên ở Bố Trạch, Quảng Bình này. Đây là bộ dàn mà chính tay em đã setup và để chuẩn bị gửi ship đi cho cô Nguyên ở tại Bố Trạch, Quảng Bình. Bây giờ em xin mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ dàn này. Xin mời các bác cùng. Thank you.
hồn những đêm sâu đành vàng hiếm lắm. Ôi ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng như mong manh. Tùa ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng. Và ước mơ sao trời đừng bao tố để yêu thương càng nhiều hắn bỏ. Tháng ngày là mẹn say muộn trời luyến tiếc nhớ môi em và màu mắt biếc suối hè hò trắng xanh đầm vừa trải nghiệm chất mic của bộ dàn 60 triệu của cô Nguyên này. Thì đây là mode mà echo reverb là cho tất cả mọi người hát. Em còn setup thêm cả các mode echo, các mode reverb và cả mode nghe nhạc nữa. Thì bây giờ cũng là em đã hoàn thiện rồi và em sẽ đóng gói những sản phẩm này và chuẩn bị để gửi ship xe để gửi về nhà cô Nguyên. Và tối ngày hôm nay gia đình cô và cô sẽ có một bộ hát karaoke thật là tuyệt vời. Chúc cô và gia đình thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Và chúc các bác và anh em theo dõi kênh YouTube của Hiếu Minh Audio nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.